Xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ cắt dán bông gòn. Đây là một sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công, vuông dại, kéo cắt và hồ dán. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm. Sẽ đi vào chi tiết luôn nha các bạn. Trời đá hai thằng và bốn thằng già các bạn ạ. Mẹ. Nên là mình sẽ tô đậm việt các bạn nhé. Xin cái bùa các bạn. Thì xin cái vỏ nha các bạn, vỏ quý nha các bạn. Ôi à, lạnh mất rồi. Lạnh mất rồi, cũng bảo con rồng. Mẹ. Mẹ, cô mất rồi. Chẳng mấy mới lạnh mất rồi các bạn. Còn đây mình hất vào người cái là đẹp quá rồi. Lại hồi máu nghe các bạn ạ, nhưng mà lại cũng con rồng. Bè ghê. Nhà mua. Nói em nghe thấy rồi mà. Em biết đâu. Nhà mua rồi. Nó cháy quá, bốc từ nãy em thở. Quẩy mẹ cái đoạn này tiền đỉnh mất. Tạm nói video giờ phút tập của lại rồi thì kết thúc đời. 15 phút rồi. Bây giờ mình sẽ dán này các bạn. Cảm ơn các bạn nhé. Các bạn nhé. Mình sẽ sang cái lỗ cao này nhé.
để nó chạy MC nhé. Chạy phần ba, chạy up. Mình sẽ cắt cái nơ ra các bạn. Nơ xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với cái YouTube của mình ngày hôm nay. Nên mình sẽ tiếp tục với tựa game Liên Quân Mũ Bài các bạn. Bây giờ mình sẽ dọn ra kiên bản và dán nốt cái nơ này vào cho các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt những chi tiết này rồi các bạn. Rồi mình sẽ vứt rác đi nha các bạn. Như vậy là sản phẩm bông gòn của mình đã xong rồi. Các bạn thấy hay lại cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.